Tử vi tuổi Đinh Sửu 1997 tháng 11 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Trong những năm gần đây, khoa học ngày càng phát triển đã tác động một cách sâu sắc, toàn diện tới đời sống con người. Việc khám phá, giải thích và đưa ra những phán đoán về các hiện tượng tự nhiên, xã hội, tư duy của con người luôn là những đề tài hấp dẫn nhất. Có thể thấy, việc khám phá và luận giải những tiềm ẩn của con người là một lĩnh vực luôn được mọi người quan tâm, tìm hiểu và xem trọng. Chính vì thế, tử vi phong thủy sẽ giúp các gia chủ có thể thay đổi vận mệnh, nắm bắt những cơ hội để thành công. Và tiếp trong phần luận giải tử vi từng con giáp, từng tuổi, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem vận trình những gia chủ tuổi Đinh Sửu trong tháng 11 âm lịch này sẽ diễn ra như thế nào và chi tiết cát hung nạp vận ra sao. Xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi và từ đó nhận lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Tổng quan tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2020 và kết thúc vào ngày 29 tháng 11 năm 2020. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 12 tháng 1 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Mậu Tý. Tháng Mậu Tý có thiên can là Mậu âm thổ, khắc địa chi Tý dương thủy, tức chi khắc can, thủy, thổ là ngày cát trung bình, chế nhật. Nạp âm là Phích Lịch Hỏa, tháng thuộc hành mộc, khắc hành thổ. Tháng Tý lục hợp sửu, tam hợp thìn và thân thành thủy cục. Xung ngọ, hình mão, hại mùi, phá dậu, tuyệt tỵ. Đối với người tuổi Đinh Sửu trong tháng 11 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 4 tháng 11, tức ngày 18 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mùi. Thứ hai là ngày âm lịch 16 tháng 11, tức ngày 30 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi. Thứ ba là ngày âm lịch 28 tháng 11 năm 2020, tức ngày 1 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi. Đây là ba ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Sửu trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 9 tháng 11, tức ngày 23 tháng 12 dương lịch, sẽ có nạp giáp là ngày Canh Tý. Thứ hai là ngày âm lịch 21 tháng 11, tức ngày mùng 4 tháng 1 năm 2020 dương lịch, sẽ có nạp giáp là Nhâm Tý. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi, để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Tổng quan tử vi tuổi Đinh Sửu 1997 tháng 11 âm lịch. Sửu âm thổ gặp Mậu dương thổ nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Đinh Sửu trong tháng này nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử, cư xử, xử sự hợp lý để giải quyết, tránh xung đột để ảnh hưởng tới tình cảm gia đình nhà mình. Ngoài ra,
trong tháng 11 âm lịch, bản mệnh sẽ được nhiều cát tinh chiếu mạng, quý nhân hỗ trợ, có nhiều cơ hội để học tập, làm việc tốt, cho nên bản mệnh cần chủ động nắm bắt. Có điều cần hết sức lưu ý tới vấn đề sức khỏe. Trong tháng có không ít hung tinh, chủ về đau yếu, bệnh tật, tai nạn bất ngờ. Bản mệnh đi xa bất lợi, cẩn trọng, đề phòng. Trong tháng này, các gia chủ Đinh Sửu sẽ cần chú ý các ngày âm lịch 28 tháng 11 2020, tức mùng 1 tháng 1 2021 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Sửu sinh năm 1997. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng, ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi, xui xẻo, giúp con đường công danh, tài lộc thêm phần hanh thông, rộng mở, quý anh chị tuổi Nhâm Dần cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và kim bài thái tuế hộ thân để nghênh thái tuế. Sử dụng kim bài thái tuế để hóa giải thị phi và sử dụng minh quang pháp bảo làm vật phẩm hộ thân, tăng cường sức khỏe cho gia chủ. Cả hai vật phẩm sẽ hộ thân và tăng cường vận khí giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp của tuổi Đinh Sửu. Quý anh chị thân mến, trong tháng 11 âm lịch sắp tới, những gia chủ tuổi Đinh Sửu sẽ cần cẩn trọng đường công danh, sự nghiệp. Do tuổi đời còn trẻ nên tuổi Đinh Sửu có thể thấy hoang mang khi bước vào công việc. Bạn cần chủ động tham khảo ý kiến người thân và bạn bè, chia sẻ để nắm bắt thông tin chính thống, tránh tình trạng bị lừa gạt, tiền mất tật mang. Ngoài ra trong tháng này, bạn sẽ có những bước đột phá nhất định và có những cơ hội tốt trong sự nghiệp. Điều đó sẽ có lợi cho bạn về mặt hợp tác, dự án, lập kế hoạch, tiếp thị, hợp tác kinh doanh và cải thiện hiệu suất. Đặc biệt hơn nữa, đó là trong tháng này, tuổi Đinh Sửu sẽ gặp nhiều may mắn và có quý nhân trợ giúp trên con đường sự nghiệp. Trong công việc, nếu gặp vấn đề khó, chưa biết cách giải quyết hợp lý thì đừng ngại xin ý kiến từ những người đi trước. Tinh thần cầu tiến, ham học hỏi sẽ giúp bạn giành được cảm tình của mọi người và tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp. Ngoài ra, bạn cần cẩn thận chuyện ký tá giấy tờ, tránh bị lợi dụng hay lừa gạt khiến bản thân vướng rắc rối pháp luật. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, giữ vững tâm lý để phấn đấu, đạt được thành công, tăng cường sức khỏe, ổn định tinh thần, khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thầu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Về tài lộc, do xuất hiện hao tinh trong tháng nên có thể là một bất lợi về tài chính đối với nhiều người. Dù có cơ hội kiếm tiền nhưng lại dễ bị hao tài, cơ hội tích lũy tiền bạc vì thế cũng không cao. Ngoài ra, chuyện học hành hay xin việc có chút tốn kém nên chuẩn bị sẵn khoản tích lũy để đề phòng. Mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện bạn không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Để may mắn thành công, các anh chị tuổi Đinh Sửu hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa, Phật pháp cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng, xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Tình duyên, đối với Đinh Sửu sinh năm 1997, vận trình tình cảm không được tốt. Với năng mệnh độc thân thì đừng mất quá nhiều thời gian vào chuyện yêu đương, mà hãy dành thời gian và tinh thần cho công việc. Thành quả thu được sẽ tốt hơn nhiều. Bạn cũng đừng cố chấp mà bắt đầu một cuộc tình. Bạn cũng đừng cố chấp mà bắt đầu một cuộc tình mới khi bản thân còn chưa sẵn sàng. Còn đối với nữ mệnh tuổi Đinh Sửu, bạn là một người nhạy cảm, trong chuyện tình yêu luôn là người chịu thiệt thòi. Trong tháng này, tình cảm của hai bạn sẽ tốt đẹp và êm đềm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tử vi tháng này khuyên bạn không nên suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực, ngờ vực, suy đoán sẽ xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Ngoài ra, những tuổi Đinh Sửu đã có gia đình cũng cần chú ý trong tháng này sẽ có xung đột, tranh chấp với người bạn đời của mình vì những lý do không đáng. Bản mệnh nên bình tĩnh giải quyết, tránh to tiếng ảnh hưởng đến tình cảm gia đình.
để may mắn hơn trong chuyện tình duyên cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh, tài lộc. Bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, gỗ huyết long, tị, dậu, sửu. Vật phẩm cũng là một pháp khí hộ thân, trang sức đeo tay, giúp chiêu cát lành, chiêu vận quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát, sức khỏe của tuổi Đinh Sửu. Trong tháng 11 âm lịch, người tuổi Đinh Sửu tâm tình rất vui vẻ, tinh thần phấn chấn. Nhắc nhở tuổi Đinh Sửu cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe cho thật tốt. Bạn có thể dễ dàng cảm thấy mệt mỏi trong người, ăn không ngon, ngủ không yên. Ngoài ra, bản mệnh cần chú ý, mặc dù ít ốm đau, bệnh tật nghiêm trọng, nhưng khó tránh bị té ngã, tai nạn trong lúc làm việc hoặc đi lại. Cộng thêm, đừng cậy sức trẻ mà thức quá khuya, kiêm nhiệm quá nhiều việc cùng lúc, mệnh chủ đổ bệnh lúc nào không hay. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Đinh Sửu cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh phong thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận trình của tuổi Đinh Sửu trong tháng 11 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Rất cảm ơn mọi người thời gian qua đã tin tưởng và đồng hành. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến, đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức phong thủy để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tuổi vi 12 con giáp. Anh chị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video lần sau.